Ui, sợ hả, sợ hả? À, dựng bông keo này trốn này. Sợ hả, nằm xuống lên cơ. Vãi cả hàng, ui, thằng dịch cũng sợ. Vai đùa nhau, hai thằng này sao vậy? Đùa nhau này. Sao các bạn lại sợ mình vậy? Yes, quá kill, ngon lành, bó da luôn. À, anh em ơi, như vậy là chúng ta đã win rồi. Các bạn nhớ like và chia sẻ cho video nhé. Và đừng quên comment ID game để nhận kim cương miễn phí từ Kẹo. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo. Thì trong cái video gần nhất đó là mừng rớt nước mắt khi mà Kẹo lấy được cái Arc Free Fire. Ok, thì mình có bảo với anh em là các bạn comment ID game, anh em sẽ nhận được kim cương. Thì lúc nãy đây, Kẹo vừa nạp kim cương cho 10 bạn. Mỗi bạn sẽ nhận được 20k nha. Anh em có thể làm vào trong game để kiểm tra. Và chắc chắn là các bạn đã nhận được cái hành động thả tim rồi phải không nào? Hôm qua thì Kẹo cũng mới nạp tiền vào. Hôm qua mình nạp có mỗi 10.000 thôi. Quan trọng là để lấy cái hành động thả tim phải nói là rất là đẹp luôn anh em ơi. Hôm nay thì trong cái video này Kẹo sẽ lại tiếp tục tặng kim cương cho mọi người nhé. Mong rằng thì mọi người xem video, các bạn nhấn nút like, các bạn chia sẻ video hộ mình. À đây, thì các bạn có thể là comment cái ID game Free Fire của các bạn tại đây. Ngày mai thì Kẹo sẽ lên video để thông báo những cái bạn mà đã được Kẹo tặng kim cương nhá. Vì thế nên là anh em ơi, còn chần chừ gì nữa, các bạn hãy nhanh tay comment cái ID game của các bạn xuống dưới video này. Và cho video của Kẹo một lượt like, một lượt chia sẻ thì ngày mai tặng cho những anh em may mắn nhất nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì cơ bản là trong cái video này, ok, đó là mình sẽ dùng cái XM8 để lấy top 1 trong tử chiến. Nhưng mà đây thì mới chỉ là game 1 thôi. Game 1 thì cơ bản là không đủ tiền để mua XM8. Thế nên là mình mua tạm cái cây lục G18 và nãy giờ thì vẫn xài. Ok, rồi nhá. Tầm này thì team địch còn mỗi một thằng cuối thôi. Cố gắng kết liễu nó luôn. Để còn là sang game 2 mua XM8 chiến nhỉ. Thì theo như mà thông tin Kẹo được biết, đó là XM8 thì trong phiên bản OB20 rất là mạnh luôn. Ui, xong chiến thắng. Đơn giản như đan rổ phải không nào? Rồi nha mọi người, đây, đã đủ tiền để mua XM8 rồi nhá. XM8 thì giá của nó khá là rẻ, chỉ với 1.300 tiền thôi. Nhưng mà khi XM8 có skin quái thú thì bắn rất là mạnh luôn. Ok, thì mình vứt bớt những cái trang bị thừa đi. Các bạn thì Kẹo không có xài. Rồi nha, ok, chúng ta có một cây XM8 quái thú rất là ngon. Và ngày hôm nay thì Kẹo mặc cái bộ trang phục Lý Tiểu Long cho nó ngầu anh em ạ. À đủ, xong luôn. Anh em thấy không ạ? Vai trưởng luôn. XM8 với một tốc độ bắn cực kỳ là khủng khiếp. Úi dồi ôi, thế này thì địch chỉ có đứng đấy mà khóc thôi anh em. Ơ vãi nhở, có một đứa ở trên, nó cứ cắn trộm mình nhở, cay nhở. À đủ này, à thì ra là ở trong nhà cơ à. Rồi nha anh em, chờ Kẹo xíu. Kẹo tưởng nó ngay từng trên cơ, thì ra là ở từng một. Thôi cũng được, xử luôn này, mày này cắn trộm anh à. Láo nháo với Kẹo là không được đâu nha. Ui, cái gì đấy, cái gì đấy, thằng nào bắn bắt anh đấy. À trên tầng cũng có một đứa. Thảo nào, double kill luôn. Ai không biết là tất cả anh em đã sở hữu cái skin XM8 chưa nhỉ? Hiện tại thì các bạn vào trong game và quay XM8, nói chung là anh em chỉ tốn được khoảng là vài nghìn kim cương thôi, các bạn có một cái skin vô cùng là xịn sò. Phải nói thì XM8 nó là ông vua của phiên bản OB20, ông vua của các dòng súng luôn. Cơ bản là bắn cực kỳ là nhanh. Nếu mà anh em sở hữu skin XM8 quái thú đây, trận này đây, mình cầm luôn hai cây XM8 quái thú. Ui dồi ôi, thế này thì địch nó chỉ khóc thôi anh em ạ. Thật luôn, địch chỉ khóc thôi. À đủ, làm sao? Mày sợ mày xuống đây, tao lại sợ mày quá cơ. À rồi, ok, bình tĩnh nào anh em. Đây, lên trên nào. Đậu xanh, làm sao đấy hả? À đủ, con người này. Vâng, lại nốc nữa. Và một thằng cuối anh em. Thằng cuối đâu rồi? À, ở ngay phía trên cả. Làm sao? Tao lại sợ mày quá nhờ. Thanh niên này, bố láo ăn cắp này. Xong rồi double kill. Phải nói là rất là ngon luôn. Rồi nha, ok mọi người. Và đến với game 3 của trận đấu ngày hôm nay. Và vẫn là cái XM8 luôn. Phải công nhận một điều là khi mà các bạn sở hữu luôn đua cây súng XM8, tức là hai cây một lúc luôn, với cái combo súng này thì nó bá đạo vãi trưởng và thật sự là ngầu luôn. Đây, nhưng mà có một điều đó là hiện tại game Free Fire mình thấy là khá là mất cân bằng đối với những cái người chơi mà đã sở hữu skin XM8 quái thú.
Với lại anh em mà không sở hữu thì phải nói là một khoảng cách khá là lớn. Rồi ok thì chia sẻ với anh em là như vậy. Và các bạn là tập trung vào cứu mạng nào. Rồi nhà nóc một đứa luôn, rất nhanh luôn. Phải nói là quá nhanh và quá nguy hiểm luôn này. À đủ. Thế nào, dám có đây solo với anh này. Úi dồi ôi, làm sao đấy hả em ơi? Tính đùa với XM8 hả em? Đây rồi, nghe mày qua vả nó. Cái gì đấy? Dân chơi lịu cơ. Chẳng hiểu sao, nghĩ gì lại tính chơi lịu với kẹo. Và chúng ta sẽ lại tiếp tục trong một trận đấu tử chiến anh em ơi. Đến với trận đấu thứ hai tử chiến trong video ngày hôm nay. Ok, thì đầu game thì anh em cứ xài G18 thôi. Nói chung thì tử chiến nó là một cái chế độ chơi khá là dễ đối với kẹo. Riêng kẹo thì kẹo làm chung tử chiến rồi. Ok, và bắt đầu thôi anh em ơi, chuẩn bị lại di chuyển thôi nào. Tầm này thì cứ cầm G18 qua cân địch luôn. Đơn giản thì đây mới chỉ là game 1 thôi anh em ơi. Tất cả người chơi đều sở hữu súng lục cả nên là cứ vô tư, không phải lo. Bởi vì là kẹo rất là tự tin về cái khả năng bắn súng lục của mình. Rồi nha đây, qua vả bọn này luôn này. Ơ mà anh em, ui thằng này mạng lag à? Ui dồi ôi, cái gì đấy hả em ơi, vỡ đầu chưa? Vãi hàng, phía sau có người luôn. Ghê vậy ai chơi. À đủ. Tầm này hơi căng nha anh em. À tưởng gì ở ngay kia hả? Từ từ anh quần móc đã. Làm gì mà phải căng thẳng với nhau. À đủ. Rồi nha anh em, chạy qua. Ui vãi hàng, bắn rát thế, bắn trúng đầu mình luôn này. Rồi ok đây, quần báo đã. Phải nói là gặp thanh niên kia khá là nguy hiểm đấy. Dương kẹo thì kẹo sẽ không nhảy lên, đứng dưới bắn lên nó vẫn ok hơn này. Double kill và xong luôn game 1. Cực kỳ đơn giản đúng không nào. Lý Tiểu Long mà đã xuất chiêu thì địch chỉ có mà đứng khóc luôn anh em. Ngày hôm nay Lý Tiểu Long lại không xài côn. Cơ bản là Lý Tiểu Long thích xài XM8 bởi vì là quá yêu cái súng này. OB20 ra mắt thì XM8 đã quay trở lại với một sức mạnh cực kỳ là ghê gớm. Như phiên bản OB18 này, OB19 này thì anh em nổi lên với skin súng là AK dùng lửa này, Scar Titan này. Còn bây giờ thì XM8 mới làm chùm. Và XM8 thì có khả năng gọi là cân được cả những cây súng shotgun này, súng tiểu liên. Khi mà các bạn bắn một cách thông minh và khoảng cách hợp lý với kẻ địch thì phải nói là cây súng thiên hạ vô địch luôn nhở. Rồi nha, ok, chạy đâu. Chạy đâu cho khỏi nắng hả em ơi. Úi dồi ôi, làm gì đấy hả? Rất nhanh luôn, XM8 hạ gục kẻ địch một cách dứt khoát. Và xong rồi anh em, game 2 trong tử chiến. Và khi mà các bạn sử dụng cái súng này thì có khác nào mà anh em hack game không nhở? Anh em lại bảo là sĩ kẹo hack tử chiến thì thôi thôi anh em ơi, tôi là tôi không có hack tử chiến đâu nha. Anh em bảo tôi hack là hơi bị điêu. Rồi ok, tuần này hiện tại thì mình có mũ 2, mình có giáp 2. Với lại thì đó, anh em thấy ngon không? Hai cây XM8 luôn, tha hồ mà sang địch. Rồi nha, let's go. Ngày hôm nay thì trong cái game này chúng ta chiến đấu ở cảng lớn. Cảng lớn thì nó là một cái khu vực vô cùng là quen thuộc với mình. Bởi vì là kẹo chơi thì phiên bản OBT2 thì đã có cảng lớn rồi. Úi dồi ôi, rất nhanh luôn, địch chỉ có gọi là vừa nhìn thấy kẹo đã nằm xuống. Úi dồi ôi, anh em thấy ngon không ạ? XM8 anh em quẩy thử chiến thì đúng là tất cả cái địch phải quỳ khóc dưới chân anh em luôn. Rồi nhá, thằng cuối đâu, háo nào. À đủ, thằng cuối nó cho máy luôn. Úi dồi ôi, vãi, game thế này chơi gì nhỉ? Nó thật là tôi cầm X18 bắn địch mà chơi trong tử chiến phải gọi là như bắn boss luôn anh em ạ, không nói điêu. Rồi ok, và đây mọi người, tầm này thì là game cuối rồi. Nếu như mà vòng 4 này mà mình win ấy thì sẽ là win trong cái trận đấu thứ hai này. Ok, phải nói là nhìn combo X18 này rất là sướng luôn anh em ơi. Hai cây X18 quái thú luôn, cực kỳ là ngầu lòi và tăng thêm giá trị đẹp trai của cái nhân vật gọi là đây. Hiện tại thì ngày hôm nay mình chơi cái con nhân vật Kla, thi thoảng là để đấm tay. Nhưng mà X18 quá mạnh nên là không cần đấm tay luôn, thế mới ngầu chứ nhở. Rồi đây, chuẩn bị lên trên nhá. Các bạn trốn đâu rồi? À, thần đồng đội tính câu liệu hạ cụ địch à? Mày làm sao? Úi dồi ôi, con boss này. Mày làm sao? Ui, lại còn treo mày nữa. Chắc là mấy thanh niên này quá là nản luôn, hoặc là máy vào chậm chẳng hạn này. Bởi vì là kẹo bắn XM8 quá kinh mà lại thế này thì chơi làm gì nữa hả? Đâu? Tầm này thì còn lại một thằng nữa nhá. Xong luôn, xí kẹo chi một kill nhẹ nhàng và lại bỏ ra. Và anh em ơi, tầm này thì chúng ta sẽ lại chơi thêm một game thử chiến nữa. Ngày hôm nay là một video đặc biệt. Vì thế nên là anh em ơi, bạn nào mà muốn nhận được kim cương ấy
thì các bạn hãy comment cái ID game ngay bên dưới video nhé. Và nhớ là cho video một like, một lượt chia sẻ thì mình sẽ xem và tặng quà cho anh em nhá, cho những bạn may mắn nhất nhá. Rồi ok, nói chung là khi ngày mai mình lên video thì sẽ có danh sách những cái bạn mà đã được tặng kim cương nhá. À đủ, thằng nào kia? Mày làm sao? Úi dồi ôi, anh cầm được G18 thì rất là tự tin rồi. Và vuốt nhẹ cái thằng bé vỡ đầu luôn. Cơ bản thì mình cầm X18 mình chơi quá quen rồi. Thế là xong một thằng địch và còn lại bắt nữa à? À trong nhà, làm gì thế hả em? Úi dồi ôi, lại một pha vứt đầu nhẹ nhàng nữa. Và đây anh em ơi, ui pha này vứt hơi lịch. Sorry mọi người. Quả vứt táo bạo quá, hơi lịch. Và ăn ngay quả triple kill luôn. Úi dồi ôi, đơn giản như đan rổ đúng không nào? Đây anh em, đã là vòng 2/7 rồi và lúc này thì anh em thấy gì không? Kẹo đã trang bị được cho mình một cây súng XM8 và chắc chắn rằng là tất cả cái địch trong game này sẽ phải khóc thét vì cây súng của sĩ Kẹo. Rồi nha mọi người, team mình thì có 4 người, team địch cũng có 4 người rồi nha. Ui, thế mà lúc nãy mình tưởng team nó chỉ có 3 đứa. Không sao, XM8 cầm cân hết luôn. Và khi mà các bạn mua XM8, các bạn có sẵn luôn 143 viên đạn, quá là ngon, đúng không nào? Đây nào, người đâu? 143 viên đạn này tôi thừa cân bọn này. Mày chạy hả? Úi dồi ôi, nhìn thấy anh là chạy hả? Đứng lại em ơi. Thôi xong chuẩn bị lại. Úi dồi ôi, gặp Diêm Vương đi em. Xong nhẹ nhàng nữa hả? Úi dồi ôi, cầm XM8 này. Với xe địch phải nói là vô cùng là nhẹ tay luôn. Tất cả cái địch nằm xuống này. Xong rất nhanh và lại chưa một kill. Nhận được 1.200 tiền trong cái trận này. Ok, chúng ta đến với vòng 3/7. Và tôi nói thật là cái địch thì như mấy con boss luôn anh em. Khi mà anh em cầm XM8 bắn phải nói là cực kỳ là nhanh, cực kỳ là chuẩn xác. Ấy, được rồi mọi người. Đây, tầm này thì anh em thấy gì không? Đấy, mình vẫn đang cầm cây XM8 rất là tự tin. Và chuẩn bị chúng ta lên đường. Đâu rồi? Mấy thằng địch đâu? Qua đây slow với anh này. Bây giờ là anh chấp các chú luôn. Kể cả solo anh với squad tử chiến, anh vẫn tự tin anh kill bình thường. Đó, lo gì nó không nào? Ok người đâu? Đây là một đứa, hai đứa. Đùa nhau, làm sao ra đây em? Úi dồi ôi này, làm sao? À đủ, một đứa này. Lại treo máy này. Úi dồi, mấy thằng đồng đội mình này. Bắn kiểu gì vậy? Bắn kiểu gì vậy? Rồi nha này. Bắn thấm phết đừng đùa này. Ra đây em ơi, ra đây em ơi. Triple kill, ngon lành cành đào luôn. Và anh em ơi, tầm này thì sẽ là vòng 4/7 của trận đấu ngày hôm nay. Ok, với combo đua XM8 luôn. Hôm nay Kẹo sẽ cân ôn địch và không cần phải sợ bố con thằng nào cả. Rồi nha mọi người, vứt bớt một số những trang bị thừa đi. Và Kẹo đang sở hữu đó là giáp 3 mũ 2. Phải nói là trang bị đang rất là ngon. Ok, và thanh FP full luôn, 200/200. Đây mọi người, chúng ta lên đường. Ơ, mấy thằng này tính chặn đường mình cơ. Tuổi gì? Được rồi, Kẹo chạy thẳng xông qua nhà địch luôn. Riêng Kẹo thì Kẹo không xoắn combo súng quá ngon, hai cây XM8. Này, à, một đứa vừa chạy qua mình cả. Đấy, vòng là ai? Giỡn với chú tí thôi, chẳng qua là anh giả vờ như là không để ý thôi. Úi dồi ôi, làm sao? Ra đây một solo với XM8 này. Rồi lại sai lầm nhá. À đủ, lại một đứa chạy máy này. Ui, sợ hả, sợ hả? À, dựng bông keo này, trốn này. Sợ hả, nằm xuống lên cơ. Vãi cả hàng, ui, thằng dịch cũng sợ. Vai đùa nhau, hai thằng này sao vậy? Đùa nhau này. Sao các bạn lại sợ mình vậy? Yes, quá kill, ngon lành, bó da luôn. À, anh em ơi, như vậy là chúng ta đã win rồi. Các bạn nhớ like và chia sẻ cho video nhé. Và đừng quên comment ID game để nhận kim cương miễn phí từ Kẹo. Cảm ơn anh em rất nhiều.